Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì một nữ sinh năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh khi đi tìm nhà trọ vào buổi tối đã bị sát hại. Vào khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 6, tại địa chỉ số 6, ngõ 12/2 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Hà Nội đã phát hiện thi thể của một cô gái trẻ. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 3 tháng 6, sau khi biết địa chỉ trên cho thuê phòng trọ, cô gái đã nhắn tin rủ bạn mình đi xem cùng nhưng các bạn đều bận nên chủ động đi một mình, sau đó thì mất liên lạc. Sáng ngày hôm sau, người nhà nhận được cuộc điện thoại từ máy của cô gái, báo nhặt được điện thoại tại cửa phòng nơi cô gái đến hỏi thuê trọ. Người nhà lập tức liên lạc với truyền hình Người đưa tin để cùng tìm hiểu sự việc. Phóng viên truyền hình Người đưa tin đã đến hiện trường trước khi lực lượng chức năng có mặt và cũng giáp mặt một đối tượng nghi là hung thủ. Tuy nhiên, lúc đó do chưa có bằng chứng và muốn nhanh chóng tìm được cô gái nên phóng viên đã lên thẳng nơi được cho là cô gái đang ở trong đó. Do cửa phòng khóa trái, phóng viên đã tìm mọi cách phá cửa và phát hiện thi thể cô gái trong tình trạng tím ngắt. Khoảng 15 giờ 30, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Cùng với đó, thu thập lời khai của nhân chứng, trích xuất camera nhà hàng xóm để thu thập thông tin. Theo lời một nhân chứng kể lại, khoảng 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, họ nghe thấy tiếng hét ở tầng 3, nhưng nghĩ là cự cãi thông thường nên không để ý. Một nhân chứng khác cho biết, nghi phạm là một người khá kín tiếng, không có nhiều giao tiếp với mọi người xung quanh. Thời điểm đó, thấy nghi phạm có nhiều biểu hiện bất thường. Được biết, nạn nhân là sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tính cách hòa đồng, nhút nhát. Hiện đang là chủ một tiệm trao thuê trang phục cosplay khá nổi tiếng ở Hà Nội. Trước khi sự việc xảy ra, nạn nhân không có biểu hiện hay mối quan hệ nào bất thường. Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, hung thủ đã bị bắt ngay trong ngày. Truyền hình Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.